Hello cả nhà, lại là Mai đây. Hiện tại Mai đang ở vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Huyện mình đang ở là huyện Chư Bứ, Gia Lai nha các bạn. Các bạn nhìn xa xa, phía đó là chợ Iale, huyện Chư Bứ luôn ha. Thì hiện tại giờ là mình đi ăn sáng và trên này thì mình nghe nói có một cái thác Phú Cường cách huyện Chư Bứ khoảng 40 cây các bạn. Thì hôm nay mình sẽ review thác Phú Cường cho các bạn xem nha. Mình nghe nói thác này rất là đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ đi ăn sáng, sau đó mình sẽ lên đường và ra thác nha. Mình lên đây là nhân dịp đám cưới của em con dì mình đó. Thì mình lên đây và sẵn thì mình đi review luôn thác Phú Cường cho các bạn ha. Wow, nhìn trời mọc các bạn, nhìn đẹp quá bạn ha. Đúng là bây giờ mình mới thấy là bầu trời mọc, chứ ở Sài Gòn thì làm sao thấy. Ở đây sáng sớm á, rất là nhiều sương mù luôn nha các bạn. Và cảm giác là mình rất là lạnh luôn. Nên các bạn đi sáng sớm thì nhớ mặc áo khoác vào cho nó ấm nha. Và các bạn cảm giác như là mây á, ở trên trời á, nó gần mình luôn. Ở dưới thành phố đó thì mây mình nhìn xa lắm. Còn đây mình cảm giác như mây ngay trên đầu mình luôn các bạn. Nhìn rất là gần luôn ha. Đây là đoạn đường mình đi ra thác Phú Cường nha các bạn. Và xung quanh này người ta trồng cây cà phê nè, bắp rất là nhiều luôn. Và đặc biệt đó là mình thấy là bắp nha các bạn. Ở đây hình như vào mùa bắp hay sao đó, rất là nhiều bắp luôn các bạn. Nhìn xa xa rất là nhiều bắp luôn. Rồi các bạn thấy sương mù không? Nhìn nó trắng trời luôn các bạn. Và mình cảm giác như là hiện tại trời muốn mưa nhưng cũng phải sương mù nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình lên đường để ra thác thôi các bạn ha. Đây, mình đi có một tí thôi, là khoảng có 30 phút thôi là bắt đầu sương nó tan hết rồi các bạn. Và bây giờ nhìn trời xanh rồi các bạn ha, nắng bắt đầu lên rồi đó. Bây giờ mới 7 giờ sáng thôi mình thấy nắng bắt đầu là lên rồi đó. Nên là các bạn đi chơi thì nhớ mặc đồ dài nha, và đem máy chống nắng theo và kem chống nắng nha các bạn. Trên này nắng rất là gắt luôn, không như ở Sài Gòn đâu, 10 giờ 11 giờ mới đầu mới nắng. Còn ở trên này là khoảng 7 giờ thôi các bạn đã thấy nóng rồi. Nên là các bạn đi chơi thì nhớ bảo vệ da mình nha. Các bạn ơi, đường ở Gia Lai á là đường lên dốc xuống dốc rất là nhiều luôn, và dốc rất là sâu luôn, mình sổ dốc rất là nguy hiểm luôn. Nên các bạn đi chơi mà các bạn có đi xe tay ga thì nhớ cẩn thận nha. Nếu mà các bạn đi đường thì nên đi xe số hoặc xe tay côn thì nó sẽ an toàn hơn xe tay ga nha các bạn. Tại vì xe tay ga mình đi mà sổ dốc cái kiểu này á, mình sợ dễ bị đứt phanh lắm, nên các bạn nhớ cẩn thận nha. Và cái đoạn đường này là mình đi ra thác Phú Cường gần tới rồi các bạn. Đó, đi cái đoạn đường này rất là đẹp luôn, các bạn sẽ quay xung quanh cho các bạn xem nè. Đó, nhìn xa xa mình đang sổ dốc các bạn. Rồi, sổ dốc lên dốc rất là nhiều luôn các bạn ơi. Wow, cảnh này đẹp lắm các bạn ơi. Hai bên trồng ở đoạn đường này thì hai bên trồng cà phê rất là nhiều luôn. Lâu lâu thì chỉ thấy một vài cây tiêu thôi, một chỗ một vài đám tiêu thôi, còn đa phần là cà phê hết luôn các bạn. Hồi nãy mình đi cái đoạn đường ngoài kia á, đoạn đường quốc lộ thì nó trồng bắp rất là nhiều, còn mình đi vào cái đường này á, đẹp đường mà đi lên thác Phú Cường á, thì trồng cà phê rất là nhiều luôn các bạn. Wow, nhìn đẹp thật sự luôn các bạn. Đúng là vùng Tây Nguyên đầy nắng và gió và cảnh cũng rất là đẹp luôn nha các bạn. Sau hơn một tiếng mình chạy xe máy á, từ huyện Chư Bứ mà đến ra thác Phú Cường á, thì mình cũng đã gần tới rồi nha các bạn. Mình đi ngang qua một cái tỉnh xá nha. Cái này tỉnh xá để mình coi thử tỉnh xá Phú Cường này các bạn. Wow, nhìn trong ở bên trong có rất nhiều tu tập sinh luôn các bạn ha. Và đoạn đường mình đi tại sao bị chậm á, là vì ở trên cái đường quốc lộ các bạn là bắn tốc độ rất là nhiều luôn, nên là mình đi rất là chậm luôn. Mình chạy đa phần là mình chạy xe có 40, có lúc thì mình chạy 50 thôi, không dám chạy nhiều hơn nữa, tại vì mình thấy bắn tốc độ rất là nhiều luôn. Và cái đoạn đường vào thác Phú Cường các bạn nhìn rất là xấu luôn, hình như trên này mưa nhiều, xói mòn nhiều các bạn, nên là nhìn cái đường xấu lắm. Xe mà kiểu như mà bánh xe mà cái lốp mà nó yếu yếu là nó đâm lủng bánh luôn các bạn. Mà lên đây mà đâm lủng bánh thì có giác bộ thôi chứ không có thấy sửa xe hay gì đâu nha. Nên các bạn đi nhớ kiểm tra xe kỹ càng nha. Wow, cái đường đi rất là ghê luôn các bạn. Cảm giác mình đi trên mấy cái đá đó nó dễ bị trượt á, đi dễ bị trượt các bạn. Nên các bạn chạy thật chậm thôi nha. Rồi mình gần tới rồi các bạn ơi. Đó, mình đi xuống một tí nữa là tới rồi đó. Rồi mình đã tới cổng chào của thác Phú Cường rồi nha các bạn. Hình như là hiện tại bây giờ nhìn nó hoang tàn đó các bạn. Đó, nó không có phải như trước nữa. Kiểu như hình như là sau dịch thì khách du lịch không có tới đây nhiều các bạn. Nhìn hoang tàn lắm các bạn ơi. Mình vào trong tự nhiên nào nha. Wow, các bạn coi đường đi nè. Các bạn đi cẩn thận nha, sổ dốc là nhiều nha các bạn. Xuống dốc rất là nhiều luôn, nên là mình đi cẩn thận nha. Cái đường đi rất là căng luôn á, tại vì những viên đá này mình đi này nó dễ bị trượt đó các bạn. Nhiều khi mình chạy mà không vững chân á là nó trượt chân á. Đó, các bạn nhìn cái đường này. Wow,
Rồi sau khi mà trèo đèo thì mình cũng đã tới rồi các bạn. Và ở ngay chỗ đầu cổng thì có anh giữ xe nha. Mình có thể chạy xe vào trong luôn cũng được. Và mình để đó không cần gửi ai. Nhưng mà thôi mình gửi đi cho nó chắc, để mình đi chơi cho nó thoải mái nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi bộ vào nha. Ở đây thì nó có ghi là Thác Phú Cường và Hồ Tình Yêu. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong như thế nào nha. Nhìn xa xa bên kia có cái cầu này, tí nữa mình đi quanh ra nha các bạn. Bây giờ mình vô thác trước nha. Các bạn mà đi leo thác á thì các bạn nhớ là mang giày nha, các bạn đừng có mang dép nha. Với cái đoạn đường mà lên dốc xuống dốc như này với lại đá nhiều các bạn thì mình nghĩ mang dép là dễ bị đứt dép luôn đó, nên là các bạn nhớ mang giày nha. Rồi bây giờ mình sẽ xuống thác nha các bạn. Hồi nãy mình có hỏi anh nhân viên giữ xe đó thì anh nói là thác đó rất là đẹp luôn, vì dạo này có mưa các bạn nên là nước rất là nhiều nên thác chảy rất là mạnh, rất là đẹp luôn. Và may mắn là mình đi bây giờ mưa cách đây 2 ngày rồi, mà dạo này 2 ngày nay là không có mưa nên là mình đi chơi là người ta sẽ cho mình đi xuống thác. Còn nếu mà mưa thì sẽ không cho xuống thác nha các bạn, tại vì sợ sạt lở đó, họ sẽ cản lại, họ không cho mình xuống thác nha. Nên là mình thấy cũng rất may mắn là mình nghe nói cách đây 2 ngày có mưa nhưng mà hôm nay là không mưa, rất là ok luôn. Với lại là nếu mà các bạn đi vào mùa nắng á, mà nắng liên tục luôn á, thì nước nó sẽ bị khô và thác nó chảy rất là yếu luôn, không có đẹp. Còn may mắn mình là bữa giờ là có mưa nên là rất may mắn luôn nha các bạn. À các bạn ơi, các bạn có thể chạy xe xuống được luôn nha. Chạy xe xuống để phía trên cái đường mà để xuống thác á vẫn được luôn, nhưng mà không ai coi xe. Còn nếu các bạn gửi xe phía trên này á, phí là 25.000 và mình đi bộ xuống có 200m à, cũng không có xa lắm các bạn. Mình vừa đi mình vừa ngắm cảnh mình vẫn là ok luôn nha các bạn. Mình nghĩ là nên gửi xe đi cho nó an tâm nha, chứ mình đi mà mình cứ lo là xe phía trên có ai coi không này cái kiểu thì mình nghĩ là cũng không ok lắm nha các bạn. Và mình đi bắt đầu mình đi nửa đường thôi là mình nghe tiếng suối á kêu rất là lớn luôn, trời to lắm luôn các bạn ơi, nghe đã thiệt luôn á. Mình là đang ở trên đầu nguồn nha các bạn, nước đang chảy xuống dưới suối đó các bạn đó, mình đang đi phía trên đi xuống đó, rồi nghe tiếng nước chảy đã thiệt luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình thấy là xuống này là nước lớn lắm, không có tắm được đâu các bạn, mình chỉ xuống để trải nghiệm thôi. Wow, nhìn nước lớn chưa đó, mình có sáng cho các bạn xem nè, cái độ chảy nước rất là lớn luôn nha. Đó, bây giờ mình sẽ đi bộ xuống tiếp luôn các bạn. Nói chung là 200m thì mình nghĩ là đoán thôi, chứ hơn mình nghĩ chắc hơn 200m đó các bạn ơi. Xa thiệt sự, mình đi mà mình ôm bụng luôn mà cũng xa, nhưng mà thôi mình đi mình ngắm cảnh nữa thì thấy nó vui. Ôi đẹp thiệt sự luôn á, nhìn đã thật chứ. Wow, đi nãy giờ thì cũng đã tới suối rồi các bạn ơi. Mình nhìn phía dưới mình đã thấy có người ở dưới đó rồi đó. Mình ở trên mình quay xuống mình không thấy rõ nha các bạn, nhìn tí luôn các bạn. Wow, nhìn gần suối luôn là kìa, nhìn đã quá các bạn ơi. Rồi bây giờ mình đi xuống suối nha. Nhưng mà cái đoạn đường xuống suối thì nó hơi bị dốc nha các bạn. Cầu thang đi rất là dốc luôn, các bạn đi cẩn thận nha các bạn. Ôi, cái cầu thang nhìn kinh lắm. Kiểu như nó bị lắc 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 á, như đá mưa đá nó rớt xuống hay sao á, nó bị gãy hết mấy khúc rồi. Trời đi một kinh thiệt đó sếp. Các bạn đi cẩn thận thôi nha các bạn ơi. Ôi nhưng mà nhìn đã thật sự luôn, nhìn phía xa đã, với lại mình đi rất là sớm luôn, mình đi cũng rất là sớm luôn á. Mà mình tới đây là mình thấy khách du lịch tới đây cũng rất là sớm luôn các bạn. Và thời gian mở cửa ở đây là từ lúc 7:30 sáng và đóng cửa vào lúc 17:00 chiều nha các bạn. Các bạn để thời gian mà đi tham quan nha. Ở bên trong này nó có một cái gốc cây đa rất là to luôn nha các bạn, để cho khách du lịch tới đó mà ngồi và nấu nướng ăn á đó. Đó, mình đi vào trong thử nha. Thì mình thấy gốc cây rất là to luôn, có rất là nhiều bạn trẻ ngồi trong này luôn các bạn. Nhưng có điều là mình thấy là như là không có ai dọn dẹp hay sao á, nhìn nó rất là dơ luôn, không có sạch sẽ nha. Đó, mình đi vào trong nè. Mình thấy là có đốt lửa rồi nấu nướng trong này nữa đó. Cái này mà dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ nữa thì mình nghĩ rất là ok luôn. Mình nghĩ chắc là sau dịch nên là không có phát triển được cái du lịch này nè, nên là cũng không có nhân viên để phục vụ các bạn đó. Rồi bây giờ mình xuống ở điểm chính nha, xuống thác nha các bạn.
Rồi đã tái thác rồi nha các bạn ơi. Trời ơi đẹp quá các bạn ơi. Thật sự luôn, rất là đẹp luôn á. Xứng đáng để đi luôn nha các bạn, không có tốn phí nhiều cả. Mình chỉ bỏ công tới đây thôi, mình trải nghiệm thôi, rất là đẹp luôn ha. Rồi mình mở chút xíu lên cho các bạn nghe nè. Wow, đã chưa? Đã thật sự luôn á. Wow, đẹp thật sự luôn các bạn ha. Cái lực nước nó đẩy xuống các bạn, nó làm bung nước lên giống như khói lên các bạn. Và bắt đầu bây giờ là khoảng cỡ là 8 giờ mấy, 9 giờ rồi. Khách du lịch tới đây rất là nhiều nha. Bắt đầu ở trên đi xuống rất là nhiều luôn nha các bạn. Đó, chứ không phải là vắng nha các bạn. Nhưng mà mình nghe nói là hồi xưa rất là đông luôn, còn bây giờ thì vắng hơn nhiều thôi. Wow, đẹp quá à. Rồi bây giờ mình đi lên trên nha. Mình sẽ quay cái sông hoặc cái hồ nãy mình đi vào á. Đó, bây giờ mình sẽ quay khúc này nha. Tại vì mình thấy xa xa kia nó cũng có trang trí gì đó, nhưng mà cũng sập xệ rồi các bạn. Kiểu như là khách không tới đây chơi ăn uống nhiều đó, người ta dọn dẹp đó. Hồi xưa là mình nghe nói là có nấu nướng ăn uống trong này không nè. Đó, nhưng mà mình nghĩ lên đây để chụp hình như vậy là đẹp rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy suối đẹp chưa? Lần đầu tiên mà mình thấy cái suối nước chảy mạnh như vậy luôn các bạn. Rất là đẹp luôn, trời mình thích ghê luôn các bạn. Rồi bây giờ mình quay ra cái cầu mà ngay lúc đầu mình đi vào á bạn. Thì cái cầu này nó bắc ngang qua cái con suối đó các bạn. Cái đây là trên đầu nguồn á. Suối trên này là xuống đầu, trên này là trên đầu nguồn suối nè. Đó, bây giờ mình đi lên cầu nha. Nhưng mà cái cầu này đi á. Rồi kêu nói chung là nó cũng không có phải là cầu mới nha các bạn. Nên là nó cứ sập xệ mình đi, mình nghe cái tiếng mà nó lủng xuống, nó dở lên đó, cũng rất là sợ luôn các bạn. Thì bạn đi cẩn thận thôi nha, thấy chỗ nào mà nó hớ hên quá thì các bạn né né ra một chút nha. Nhưng mà mình nghĩ chắc có không sao đâu. Cảnh chỗ này á, các bạn chụp hình cũng rất là đẹp luôn các bạn. Mình đừng đứng dựa vào thành cầu nhiều quá nha các bạn. Tại vì mình sợ nguy hiểm á, nên mình không dám đứng ở chỗ thành cầu đó. Các bạn đứng né né thành cầu ra cũng được nha. Wow, nhìn rất là đẹp không? Nhìn xa xa mình thấy dân người ta đang làm ruộng này cái kiểu các bạn. Rồi mình quay cái cầu cho các bạn xem nha. Bạn nào mà có nhu cầu mà selfie mà muốn chụp hình nhiều á, thì cái cầu này mình nghĩ rất là đẹp luôn á. Rồi mình đi quay ra cái chỗ mình giữ xe đó, mình tính đi về rồi các bạn, nhưng mà mình lại phát hiện ngay chỗ này đây có một cây xanh rất là to luôn, và người ta làm kiểu như là cái sàn để lên đó mình ngồi mình ăn uống á, nghỉ ngơi trên này các bạn. Nhưng mà rất là dơ luôn các bạn ơi, hình như là không ai dọn dẹp luôn á. Mình nghĩ chắc cũng khá lâu rồi, cũng không có khách du lịch tới đây á. Mình thấy cái anh đang làm ruộng phía dưới á, anh xong rồi mình chào anh á, xong rồi anh quay lại chào mình, sau đó mình kêu quay lại chào lại nữa, nhưng mà anh không chịu, anh ngại. Và mình thật sự là mình rất nhớ quê luôn các bạn ơi. Nhìn cảnh mà ruộng lúa như vậy đó, mình rất là nhớ quê luôn. Tuổi thơ của mình cũng gắn liền với ruộng lúa như các bạn, và làm nông cũng rất là nhiều luôn, nên mình cảnh này mình rất là nhớ quê luôn nha các bạn. Rồi mình cũng đã review xong khu du lịch thác Phú Cường nha các bạn. Theo cảm nghĩ của mình đó, thì thác thì rất là đẹp luôn, nhưng có điều là hơi dơ vì không có người phục vụ nha. Tại vì sau dịch đó thì không có kinh phí để thuê người đến đây để dọn dẹp luôn nha các bạn. Và mình nghĩ thì khu du lịch thác Phú Cường các bạn đến đây đó, chủ yếu là để tham quan thác, trải nghiệm, cũng như là mình đến đây để mình chụp hình thôi. Chứ còn thật sự ra nếu các bạn mà có muốn ở lại thì cũng không có điểm cho các bạn ở lại nha. Mình nghĩ thác Phú Cường có thể các bạn lên đây có thể là mình đem đồ ăn sẵn lên, mình làm những cái tiệc picnic đó mà. Các bạn đi đông á, số lượng đông người á, mình ăn uống trên này, mình trải nghiệm, mình ngắm cảnh núi rừng cũng như là thác, ăn uống ngay thác luôn cho mát mẻ, sau đó các bạn về là ok. Rồi bây giờ mình sẽ quay về nha các bạn. Và trên đường về á thì mình thấy có những cái tu binh quạt gió đó, thì mình sẽ đi ngang qua và quay cho các bạn xem nha. Nhìn nó gần gần như vậy thôi nhưng rất là xa, bạn nó nằm ở trên núi luôn các bạn. Và mình sẽ chạy vào trong đó, mình quay cho các bạn xem nha. Đây con đường mình chạy lên cái chỗ tu bin quạt gió nha các bạn. Thì mình vừa đi thì mình gặp mấy em nhỏ đang đi chăn bò luôn các bạn. Hồi nhỏ mình cũng đi chăn bò như vậy luôn nha các bạn. Thì nói chung ở ngoài quê mà, thì thường thường thì hay làm những cái việc này nè, và mình rất là nhớ về tuổi thơ của mình luôn ha. Rồi bây giờ mình đi ngang này các bạn. Các bạn nhìn thấy gần không? Nhưng thật sự rất là xa nha. Con đường mà để chạy lên tới đây rất là xa luôn, lên tới núi luôn nha các bạn. Nó nằm trên mấy cái, thường thường nó nằm trên mấy cái đỉnh núi đó các bạn. Rất là xa luôn ha. Rồi nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Nhìn mé này mà mình selfie rất là đẹp luôn các bạn ha.
các bạn ơi, tôi đi ngược gió trên Gia Lai, như đặc sản ở Gia Lai sao các bạn, mình đi một khúc là mình thấy có, mình đi một khúc là mình thấy có nha. Thường thường mấy cái trên đường núi mình thấy có rất là nhiều luôn, và hình như là tôi đi ngược gió là máy để phát điện hay sao các bạn, và mình cũng không có rành về cái này lắm, nhưng mà mình thấy trên này có rất là nhiều và rất là đẹp luôn, mình quay cho các bạn xem ha. Rồi chắc mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.